Bitcoin hiện tại thì đang ở cái vùng giá là 32k Thì nếu mà chúng ta xem ở cái đồ thị Đồ thị ngày các bạn Thì xu hướng của Bitcoin hiện tại thì nó vẫn đang cho Cho thấy một cái xu hướng tăng này các bạn này Nó vẫn cho thấy một cái xu hướng tăng Và cái cản tiếp theo của Bitcoin ấy, Thì đó là vùng Đó là vùng 6 64k nó là vùng 64k và cái vùng tiếp theo của Bitcoin Nó là cái vùng tiếp theo của Bitcoin là 69 69k5 các bạn. Và hiện tại thì tất cả các cái tín hiệu nó vẫn đang cho thấy rằng là Bitcoin vẫn đang giữ vẫn đang giữ được một cái xuồng tăng. Đấy, tất cả tín hiệu nó đều cho thấy Bitcoin nó có một xuồng tăng. Này thì, thì nghĩ rằng là Bitcoin nó sẽ nếu mà tốt thì các bạn nó sẽ đi sideways nó đi sideways trong cái cái biên độ là khoảng tầm 69k à, tức là nó sẽ trên khoảng tầm 62k à, đến khoảng tầm 69k nó sẽ đi sideways trong trong cái vùng đấy để à, cái dòng tiền nó sẽ vào nó sẽ vào ETH các bạn. ETH thì hiện tại các cái tín hiệu ấy nó cũng Nó vẫn đang cho thấy là một cái xu hướng tăng này các bạn này. Nó không thời gian Không thời gian ngày thì ETH hiện tại đây nó có cái tín hiệu tăng từ cái vùng 21 này đấy chưa có một cái tín hiệu chưa có một cái tín hiệu nào giảm nào cả Thế xu hướng nó vẫn đang đang cho tiếp tục là một cái xu hướng tăng các cái tín hiệu khác như là MACD ấy, các bạn nhìn này MACD vẫn chưa cắt xuống nhé tất cả các cái tín hiệu nó đều vẫn đang cho thấy rằng là, là uh, ETH đang cho một cái xu hướng tăng nữa còn về uh, uh, bitcoin dom thì hôm nay bitcoin dom đã có xu hướng là sau khi nó chạm đến vùng vùng cản năm năm và nó cũng đang cho một cái tín hiệu là bitcoin dom thì nó đang có xu hướng là uh, đi uh, đi ngang đấy đi ngang đi ngang và giảm nhẹ đó mấy hôm thì dòng tiền bật rất mạnh vào bitcoin này. đấy và và sau đó thì nó đang có hiện tượng là đi ngang mà giảm nhẹ như thế này thì sẽ tốt cho ôn coi còn tô tổ 3 các bạn tô tổ 3 hiện tại thì nó vẫn đang cho thấy là một cái xuồng tăng các bạn nó cũng chưa có một cái dấu hiệu nào mà nó nguy hiểm cho uh, nguy hiểm cho ôn coi hôm nay ôn coi tiếp tục tăng mạnh hôm qua nó rung lắc nó cũng điều chỉnh một một chút nhưng mà bây giờ thì nó lại vẫn tiếp tục là đang cho thấy là một cái xuồng tăng thì tô 3 nó sẽ có những cái mốc như là ở đây nó sẽ có mốc là 630 tỷ này. Và một cái mốc nữa là uh, 660 tỷ và thật thầy thấy khả năng rất là cao nó lên cái mốc là 680 tỷ. Và uh, theo suy nghĩ của thầy thì Bitcoin nó phá ATH trong lần này là rất là cao các bạn. Các cái tín hiệu nó vẫn chưa cho đấy một có cái xu hướng đảo chiều nên là các bạn uh, nếu mà ấy thì vẫn có thể hâu được ấy vẫn có thể hâu được và giữ 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 chắc tay. Đấy còn bây giờ thì thấy như là sell short Bitcoin hay là short on nó cũng khá là mạo hiểm đấy các bạn. Thì chúng ta cũng không biết được là cái dòng tiền eth nó sẽ đổ vào như thế nào ấy. Đấy, hiện tại thì uh, cái lượng uh, uh, cái dòng chảy uh, từ phố Wall ấy nó vào ETF ấy các bạn nó vẫn rất là nhiều. Đấy đây trên khung D này. Các cái tín hiệu khác nó vẫn ok các bạn